Kênh Giá Thanh Long xin chào đón quý bà con yêu mến kênh. Quý bà con hãy tặng kênh một like và một đăng ký. Chúc quý bà con cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Giá Thanh Long không ổn định và lên xuống thất thường, nên quý bà con đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để nhận được những bản tin nhanh nhất trên thị trường. Tùy theo vườn, tùy theo lái, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng thời điểm và chất lượng trái có bóng đẹp hay không, sẽ có sự chênh lệch nhau về giá từ 1 đến 2 ngàn đồng trên 1 kg. Thanh long ruột đỏ miền Tây về vừa, loại 1 30 ngàn đồng 1 ký, loại 2 25 ngàn đồng 1 ký, loại 3 18 ngàn đồng 1 ký, loại 4 12 ngàn đồng 1 ký. Ruột trắng miền Tây thương lái mua xô từ 14 ngàn đến 17 ngàn đồng 1 ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn, tùy thuộc theo từng vựa và tùy thuộc theo từng thương lái. Thanh long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vựa, vỏ đẹp 16.000, 17.000, 18.000 đồng 1 kg, vỏ sàn 14.000, 15.000, 16.000 đồng 1 kg, hàng dạng có giá từ 7.000 đến 11.000 đồng 1 kg. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có giá từ 25.000 đến 28.000 đồng 1 kg. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn, tùy thuộc theo từng vựa và tùy thuộc theo từng thương lái. Cảm ơn quý bà con đã cùng lắng nghe và đồng hành cùng kênh Giá Thanh Long. Quý bà con hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để trao đổi về giá cả thanh long cũng như các loại nông sản khác. Một lần nữa xin cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.